Hơn 12 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2023, lực lượng chức năng đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn phường Bình Hưng Hòa A, giáp với phường Bình Hưng Hòa, khiến một phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 phút sáng ngày 9 tháng 8, tại nút giao quốc lộ 1 và đường Tân Kỳ Tân Quý ở quận Bình Tân, hướng từ vòng xoay An Lạc đi ngã tư An Sương, một xe máy và một xe khách chạy cùng chiều xảy ra va quẹt. Hai vợ chồng trên xe máy ngã xuống đường, người vợ bị xe khách cán qua tử vong tại chỗ, còn người chồng bị thương nhẹ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này ùn ứ kéo dài, các hành khách trên xe khách sau đó được chuyển sang một xe khác để tiếp tục lộ trình. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt giải quyết hiện trường và điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định người phụ nữ tử vong 48 tuổi quê ở Cần Thơ, cả hai vợ chồng làm nghề mộc, từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc mấy ngày gần đây thì gặp tai nạn thương tâm.